Vâng, xin chào các bác, chào mừng bác đã trở lại với trang Kính Cổ Minh Xưa. Trước tiên rất cảm ơn các bác luôn quan tâm tới em và ủng hộ em trong suốt thời gian qua. Bác nào mà chưa kênh của em là nút đăng ký kênh màu đỏ góc phải bên dưới, nút biểu tượng quả chuông để mỗi khi lên video thì thông tút sẽ kiểm nhận rất nhanh số điện thoại của bác. Vì ngày nào hàng ngày để có video để tránh mất thời gian, em sẽ vào phiên ngày hôm nay. Phiên ngày nay em có cái đó là đúc bồ la mi, cầu to cầu đều, bản to bản đều, bản béo cầu béo, rất mới rất đẹp, size 140, kính sản xuất thập niên 1950-1960, rất mới rất và rất đẹp nhá. Trước tiên thì bao giờ cũng đi tổng quan bên ngoài trước và sau đó đi chi tiết bên trong bao gồm có cái gì. Các bác có thể nhìn thấy được là rất là mới, rất là đẹp nhá, nó cứng rất là đều. Các bác nào ở Hà Nội, gần Hà Nội có địa chỉ cho em ở ngõ 390 đường Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội, số điện thoại là 0916566826, cũng là số điện thoại Zalo. Các bác ở tỉnh ở xa thì hết sức yên tâm, em sẽ gửi bằng phương tiện bưu điện, ô tô, máy bay, tàu hỏa, phương tiện gì nhanh nhất, hợp tình, hợp lý, hợp ví. Gửi phương tiện đó, thời gian gửi từ 1 đến 2 ngày, chậm nhất là 3-4 ngày tùy theo thiên tai dịch bệnh bão lũ. Cầu giữa thì nó có cái chuyện vuông logo hãng từ ngày xưa. Đúc bồ la mi có giá là 6.800.000 hay gọi là 6.800k, có giá là 6.800.000 hoặc là 6.800k. Cái dòng bản trơn, bản đều, bản đẹp thế này thì các bác mua về có thể thay mắt cận thị, lão thị, viễn thị rất tốt. Vâng ạ. Rất mới, rất đẹp nhé. Những lúc sông pha ngoài trận tuyến, ai hẹn được ngày trở về. Vào một buổi chiều mưa bay, đúc bồ la mi giá 6.800 hay gọi là 6.800k. Các bác mua đâu, bác mua bác nên lựa chọn những quán lâu năm có thương hiệu uy tín ở Hà Nội cũng như Sài Gòn. Em và một số anh em chơi đồ của quán đồ cổ là hai mấy năm, ba mấy năm, số điện thoại là hơn 20 năm, đấy là giá trị cực kỳ lớn, nên nói với các bác là như thế. Ngày nay rất nhiều đối tượng xấu họ bán qua những gian hàng ảo, trang thương mại điện tử, những trang mạng xã hội là không địa chỉ, không số điện thoại, thậm chí là có số điện thoại nhưng mà đa phần là sim khuyến mại, sim rác. Kể cả có những đối tượng lưu manh là sử dụng số điện thoại tam quý tứ quý, tất cả đều là ảo amateur, bởi vì thay đổi địa chỉ, thay đổi số điện thoại liên văn tục nhá. Lưu ý các bác nhé, nếu người nào thay đổi địa chỉ, thay đổi số điện thoại liên tục nhé, cho dù cái kênh đó, cái trang đó lượng follow có lớn bao nhiêu đó, lượng theo dõi có bao nhiêu nữa, là đăng ký kênh có bao nhiêu nữa, mấy nghìn, mấy chục nghìn người thì tuyệt đối không nên, bởi vì tính rủi ro rất là cao, vì những đối tượng đó sẽ ủ trái quyền bất kể nào nếu như các bác thắc mắc hoặc gì đó. Thì em đã chứng kiến rất nhiều anh em chia sẻ với em đấy. Ở đây là góc độ chia sẻ quan điểm không lớp không dạy đời, để các bác có nắm biết được, có biết và nắm bắt được sau này đi mua đồ cổ đồ xưa, quần áo, giày dép, vị thiết lương hàng hiệu thì việc mục xịt ở nhà có làm sao có đèn vạn được. Chứ còn một cái địa chỉ mà nó cứ hẹn chỗ loại chỗ nọ chỗ kia, rồi hẹn cà phê không hẹn được, anh ở đâu em mang qua xem mua thôi, thì rất nhiều anh em bị dính trong cái chiều trò đấy đó. Các bác lưu ý nhá, là trước khi đến xem, trước khi phải gọi điện cho em, tránh tình trạng đến xuất quán bị hàng giao lưu đồ cổ đồ xưa, đặc biệt hơn là đi thẩm định, định giá đồ cổ đồ xưa. Thời gian mở hàng rất thoải mái, từ 7 giờ sáng đến 2-3 giờ, cũng như từ 7 giờ sáng đến 1 giờ tối, tất cả ngày trong tuần không nghỉ nào, kể cả ngày lễ, ngày Tết đó. Mà những phiên này em rất nhanh thôi, phiên này đến đây cũng kết thúc. Giá là 6.800.000 nguyên zin, rất là mới, độ mới phải lên 96-97%. Xin chào, hẹn gặp lại phiên sau.